Trong tổng số kinh phí 29 tỷ đồng đầu tư triển khai dự án xây dựng hệ thống e-learning học trực tuyến tại các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh, có 4,5 tỷ đồng lũy kế vốn từ năm 2023 chuyển sang, 24,5 tỷ đồng tỉnh Gia Lai đã giao vốn đợt 3 cho ngành giáo dục và đào tạo. Dự kiến quy mô đầu tư của dự án gồm 8 phòng học đa phương tiện và 8 hệ thống phòng học trực tuyến, hội nghị truyền hình, 8 hệ thống phần mềm e-learning, đào tạo trực tuyến, kho học liệu, bài học, bài giảng, địa điểm trang bị tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và các trường trên địa bàn thành phố Pleiku, gồm phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, trung học phổ thông Pleiku, trung học phổ thông Phan Bội Châu, trung học phổ thông Lê Lợi, trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Việc triển khai dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ giáo dục của tỉnh.